Xin chào quý vị anh chị đã đến với kênh Ngọc Tuấn Novaland. Thì hôm nay Ngọc Tuấn cũng tranh thủ một ngày rảnh rỗi, mình đi chơi, mình làm một cái clip giới thiệu một vài căn nhà mẫu, nhà phố tại dự án Aqua City cho các quý vị anh chị xem. Thì đây trước mắt của quý vị anh chị đây là hai mẫu căn nhà phố với diện tích 6x20 và 6x25. Thì căn này sẽ là căn hoàn thiện và căn này căn là bằng nhà phố. Thì chúng ta có thể thấy đó, với bề ngoài là thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải và không gian xanh, cây cổ nhiều. Bên ngoài thêm một cái gam nâu rất là nhẹ dịu thoải mái. Thì bây giờ hôm nay thì Ngọc Tuấn sẽ dẫn các quý vị anh chị vô tận phía bên trong nhà, mình xem cái nội thất thiết kế cơ bản xem như thế nào ha. Rồi, mời quý vị anh chị cùng vô xem. Thì đó, đây sẽ là lối vào, bên này sẽ là lối để mà mình thiết kế mình đi xe ô tô vào. Thì trước mắt là cái gam nhà mẫu tại Aqua City ấy, thì sẽ được trồng với cái phát tài phía trước này tạo không gian xanh. Thoạt đầu thì mình nhìn thấy nó hơi lùm xùm ấy, nhưng mà mình đi vô trong là sẽ một không gian khác ha. Rồi, đấy, một không gian hoàn toàn khác với so với bên ngoài. Bên ngoài là thiên nhiên, bên trong là một khoảng không gian rất là rộng, thoải mái, vì cái diện tích thông thủy nó rất là lớn. Đấy thì đa phần là thiết kế của Địa Trung Hải ấy, thì nên nội thất cơ bản được nằm trong cái căn nhà này đa phần là đồ thủ công. Như quý vị anh chị thấy đó, thì những cái thảm này cũng là thảm thêu, vải này gọi là thêu, thì tuy thêu đa phần bằng tay hoặc bằng máy mình có trong đấy. Đấy có vị anh chị thấy đó. Đặc biệt trong những căn mẫu nhà phố tại Aqua City thì được thiết kế theo kiểu mà tận dụng các khoảng không mà để tạo ra một cái không gian cực kỳ thoải mái và rộng rãi cho cư dân hoặc là chủ gia chủ sống đây. Thì như anh chị thấy đấy, như cái căn nhà mẫu này thì nó có một cái khoảng diện tích đó là diện trời thông giữa hai tầng, thì khoảng này nó rơi khoảng cỡ 10m đó. 10m thì tạo không gian rất là thoải mái đối với chị hơn, thì mình có thể giao tiếp từ tầng 1 tầng 2 này, nó rất là đơn giản. Và cái thứ hai nữa đó là thiết kế là theo kiểu hiện đại, thế nên chúng ta sẽ có một cái phong cách kiểu thiết kế mà chúng ta có thể thấy ở trên những cái bộ phim truyền hình rất là nhiều, đó là phòng bếp mình kết nối thẳng và phòng khách, phòng ăn, đó nó tạo ra một cái khoảng liên kết nhất định. Đó mình có thể tưởng tượng mình có thể nấu ăn ở đây, ông xã mình quan tivi ở đó, rồi những đứa con của mình, cháu mình sẽ ngồi ăn ở phía giữa đây, đó rất là tuyệt vời ha. Thì nói chung là để nói về phần cơ bản chi tiết thì có rất nhiều cái điều để nói, thì hôm nay em sẽ nói cho mình cái hạng mục tổng quan thôi ha. Thì đó, bếp ở đây đều mình thiết kế nội thất rất là chỉnh chu, từ đèn âm này, đèn led này, nó mang yếu tố vừa tiết kiệm điện, vừa nói chung là vừa không vượt quá chói á, thay vì là mình sử dụng những cái đèn led thông thường hoặc là đèn vàng thông thường. Đó, tủ nó cũng rất là đầy đủ tiện nghi, không thiếu phần tiện ích ha. Đây thì thêm nữa thì riêng cái căn nhà mẫu này mình có một cái thiết kế đặc biệt, đó là cái phòng vệ sinh sử dụng kính mờ. Cái kính này á là nó có một cái hệ thống, đó là công tắc, thì khi mình bật công tắc lên á nó sẽ phủ mù cái chỗ này đấy. Nhưng mà hiện tại thì nếu về nói về cái phần chi phí cho thiết kế cái cửa này, nếu mà mình sau này mình áp dụng vào thực tế thì nó cũng hơi cao một chút, thì mình có tùy cái điều kiện của mình có thể thiết kế cái này làm riêng, không nhất thiết phải làm cái phòng vệ sinh kiểu này. Thì vệ sinh kiểu này thì nhìn vào thì nó hơi trần trụi một chút, đó là toàn kính đó. Thì rồi thì cơ bản thì nói chung là phòng bếp nó cũng sẽ như vậy thôi. Đấy, cái tiếp theo á đó là mẫu sân vườn sau. Thì cái sân vườn sau á thì mình sẽ được chừa 2m đối với một mẫu nhà 6x20, còn 6x25 á thì mình sẽ là chừa 7m. Đấy. Thì cái khoảng vườn sau này mình thì có thể là sử dụng đa dạng công năng. Một là mình có thể phơi đồ này. Và thứ hai là để mình làm trồng rau này, trồng rau nuôi cá. Thứ ba thì mình có thể làm cái khoảng sân trẻ nhỏ chơi, làm cái xích đu rồi mình ngồi lên buổi chiều. Hoặc cái tường này á mình có thể thiết kế lại thoáng hơn một chút đấy. Rồi thì cơ bản thì là phòng bếp sẽ là như thế, thì nó cũng thiết kế hầu như thì cũng dạng về những cái nội thất cơ bản thì nó cũng xem nhau thôi. Rồi cái tiếp theo thì chúng ta sẽ lên tầng 2 thôi. Thì trong cái quá trình lên tầng 2 thì mình có thể thấy đây, cái bậc thang của mình được thiết kế theo chuẩn gọi là cái sàn gỗ. Thì cái sàn gỗ này thì được ưu điểm một cái là đi ấm chân đấy, vừa khoảng cách rất là thoải mái ha. Mỗi đèn ở đây thì đều có đèn
đèn phía dưới cho cầu thang mình nhé. Nếu mà đêm khuya mình ngủ mình dậy mình bật đèn cầu thang mình có thể thấy đường mình đi rồi. Rồi phía trước mặt cái quý vị thì đây đấy, như là em nói đó là khoảng những trời cỡ 10 mét, đây là cái khoảng không gian kết nối giữa tầng 1 và tầng 2. Quý vị có thể mình có thể hình dung đúng không? Giờ nấu ăn xong gọi con xuống là phải hét thật to, leo lên tầng 2 gọi con xuống, trong khi cái phòng này nó được thiết kế khoảng không gian rất là thuận lợi luôn, nó giao tiếp giữa cái phòng ngủ này, hai phòng ngủ và phòng khách phòng bếp. Sau đây cái quá trình mặc dù là không gian thoáng nhưng mà không kém phòng riêng tư cho mỗi phòng. Thì để vào riêng tư nhất thì mình có thể vào phòng ngủ ha. Đây là căn phòng ngủ đầu tiên đó. Thì để mà nói cái phòng ngủ thì nó cũng là thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải nên đa phần ở đây đều là mây, thiết kế mây và gỗ, nói chung là len cũng nữa. Mấy cái phong cách này cũng thiết kế lấy ý tưởng bên đó thôi. Thêm vào nữa thì chúng ta sẽ có một cái mỗi phòng ngủ chúng ta sẽ có một cái thiết kế rất là đặc biệt, đó là cái khung cửa khẩu rất là rộng đó, khung cửa sổ rất là rộng, nó tạo cho mình một không gian, một cái view rất là thoải mái. Mỗi khi mình có thể là mình nói chung là buổi sáng thức dậy mình có thể nhìn ra cái view bên ngoài, rèm thì ở đây nó mình có thể phủ rèm lại, mình che lại được. Thì cái view cái này đối với hiện tại á thì chúng ta chưa có thể thấy xây nhiều, nhưng mà đối với tương lai thì khi mà cái hoàn thiện các view được xây xong thì một buổi sáng mình mở dậy mình nhìn ra bên ngoài nó rất là đã luôn nha, không nhà cao tầng này ở đây, chỉ có nhà thấp tầng và cây xanh thôi ha. Thì tiếp theo đó mỗi phòng ngủ thì sẽ có một cái phòng vệ sinh riêng đấy, chúng ta sẽ vô cái phòng vệ sinh đến với cái thiết kế mẫu Địa Trung Hải. Ở đây á là tường đá mạng lớn nha. Thì bên Novaland thì cái dự án ở Aqua City thì nó có cái mẫu thiết kế rất là chỉnh chu. Đó tường này mặc dù là tường đá khổ lớn ghép lại nha, nhưng mà chúng ta không có thể nào mà thấy được cái vết kép nha. Đấy, một cái vết kép như này nhưng mà nó nằm đâu đây nè. Đấy. Thì mỗi cái phòng tắm như vậy đều sẽ trang bị một hệ thống vòi hoa sen nhất định, nó cũng đơn giản thôi. Thì nó để phục vụ nhu cầu tắm rửa thôi. Đấy, chúng ta phải thấy đó. Thì để thiết kế nó có một tủ đồ đây. Đó. Tủ đồ đấy thì nó cũng hơi một điều, đó là nó hơi có một chút nhược điểm, đó là chứ nó gần sát cái phòng tắm quá, nhiều khi nó sợ nó ẩm á. Mình có thể thiết kế một cái quạt để mình thông khí, mình sấy cho nó phòng nó tắm nó dễ khô hơn, nó bị không bị ẩm, đồ nó không bị mốc. Rồi tiếp theo thì đối với cái sự liên kết giữa hai phòng ngủ này, chúng ta có thể thấy nó một khoảng thông cửa kính ở đây. Mình có thể thiết kế rèm ở đây nha ha, mình thiết kế rèm ở đây mình có thông qua hai bên. Thì giữa cái hai phòng ngủ mình liên kết đó mình sẽ có một cái khoảng không gian riêng tư nhất định, đó là thứ nhất là bên tay phải em đây làm cái ghế đọc sách đấy. Để đọc sách thì mình chiêm đọc sách đây, mặc dù mình ngồi đọc sách đây nhưng mà ví dụ vợ mình ngồi trên nấu ăn mình vẫn có thể nói chuyện rất bình thường, không có khoảng cách. Cái thêm nữa đó là cái khoảng không gian dùng để mà mình thiết kế những cái tiểu cảnh ở đây, hoặc là mình trồng cây xanh, hoặc là mình làm hồ nam bộ mình nuôi cá, nhưng mà em thấy là nuôi cá thì nó hơi mình phải xiên chút đó. Phía trên là thiết kế một cái diện trời nhỏ tạo một cái không gian, nói chung là cái trong cái thiết kế đối với cái nhà mẫu này á là rất tập thoáng, không gian ánh sáng ở nơi nào cũng sẽ tới nơi. Đấy. Thì mình có thể thiết kế những cái cây xanh, mà cây xanh này là cung cấp oxy cho gia đình với lại thoải mái nữa. Đi làm mệt mỏi về thấy cây xanh nó người nó dịu nhẹ hơn chút. Cái tiếp theo đó là chúng ta sẽ tới cái phòng ngủ số 2. Đó, thì phòng ngủ số 2 này thì thiết kế nó cũng tương tự so với cái phòng ngủ nãy vừa rồi thì em mình chia sẻ. Điều đặc biệt ở cái phòng ngủ này nó sẽ có một cái thiết kế, đó là cái tủ bên này em thích cái tủ bên này hơn. Đó. Nó là cái tủ thông minh, thiết kế thông minh thôi chứ cũng phải thông minh gì nhiều. Một bên á là sẽ là để đồ, một bên á sẽ là TV đó. Cái và cái tủ đồ này nó tách biệt so với phòng tắm, nó sẽ ưu điểm hơn một cái, đó là nó không bị ẩm vô đồ. Đấy, tiếp theo đó nữa đó là phòng tắm đi. Vì phòng tắm thì ở đây nó sẽ trang bị những cái đồ nội thất cơ bản giống như một cái phòng tắm bình thường, thì sẽ không có nói gì nhiều ha. Của một cái tường đá nguyên khối này, đấy, rất là đẹp, thiết kế rất là chỉnh chu. Và đặc biệt hơn nữa thì đó là cái phòng này nó có một cái ban công. Phòng này ban công. Phòng này thì ban công rất là thoáng. Ở đây thì hiện tại là bên cái nhà mẫu này nó có thiết kế những cái chậu cây xanh như thế này, mẫu cây như thế này thì để ngoài thì mình có thể thiết kế nó khác hơn, hoặc là mình để cũng có thể là đặt kế đọc sách ngoài này, hoặc là để cái bàn uống nước ngoài. Nó đa phần đó là mình sẽ làm với phong cách Địa Trung Hải, thế nên là cây xanh là đa phần là chủ yếu.
Cơ bản thì không. Rồi. À, tiếp theo tôi lên tầng 3 ha. Tầng 3 sẽ có nhiều điều bất ngờ đối với anh chị ha. À, được một cái là đây đèn ấy, đều là đá phần đèn vàng tạo cho mình cái không gian ấm mát. Buổi có đèn đi dưới cầu thang này nè, buổi tối mình về nó sẽ đèn những bật công tắc, mà đèn cầu thang nó sẽ thể hiện rõ cho mình đi lại an toàn hơn. Đây, đây là khoảng không gian sinh hoạt chung tầng 3, bao gồm sân ngoài, ban công ngoài, một cái quầy bar nhỏ và một cái bàn làm việc ở đây. Thì tùy vào mục đích sử dụng á, thì cái không gian này có thể thiết kế là phòng ngủ hoặc là phòng khách, tại vì nó có một cái thiết kế đây là cửa kết nối ở đây. Đó. Chúng ta có thể kéo cái cửa mới được một chút. Nói chung là cái cửa này nó sẽ kéo ngăn cách cái phòng này và đối với phòng lại. Thì hiện tại đối với cái nhà mẫu này thì nó dùng là thiết kế gọi là bàn để mình đảm bảo cũng chạy. Hoặc hơn nữa thì mình có thể tận dụng công năng mà mình có thể sử dụng để làm phòng ngủ khách. Đấy, thì có thể làm đọc sách, phòng nghe nhạc, tùy vào cái nhu cầu mục đích sử dụng của gia chủ. Thì tiếp theo của bạn, mỗi phòng ở đây đều sẽ có một cái phòng vệ sinh riêng. Đó, thì phòng vệ sinh này cũng không khác gì phòng vệ sinh tầng 2 là mấy. Đó. Đều là thiết kế nội thất cơ bản, từng ốp đá, thích nhất cái từ ốp đá này. Nó dễ vệ sinh, nó không bị bám cái phần kết nối giữa mấy cái viên gạch đó, nó không bị dơ. Rất tận dụng. Rồi, tiếp theo đó là cái quầy bar ở đây. Quầy bar ở đây thì mình có thể, hiện tại là nó thiết kế quầy bar ở đây, thì nếu mà gia chủ hoặc có nhu cầu sử dụng đổi mục đích đó, thì mình có thể thiết kế những phòng khác. Như là cái sao ta, là cũng có thể làm phòng tiếp khách hoặc là cái phòng đọc sách cũng được. Thì đối với cái quầy bar này thì mình có thể mình tiếp khách cũng được này, mình tiếp khách rồi mình có trên phía trên này này là mình có thể trưng bày những cái đồ vật trang trí hoặc là sử dụng những cái rượu mà không phải ủ lạnh á, mình trưng bày chỗ này và trưng bày những chai rượu á, nó rất là đẹp. Khu này là cái chỗ tầng 3 này là khu sinh hoạt chung rất tốt luôn đấy. Sau này là tạo mặc dù nó tạo cho mình một cái không gian liên kết, mình thiết kế nó không còn là một căn nhà biệt thự hay là một nhà phố rộng rãi, nhưng mà mỗi người một phòng nó sẽ tạo ra một cái sự gọi là hơi thiếu cái sự liên kết đối với các thành viên trong gia đình. Thì nhà mẫu, nhà phố tại Aqua City nó đều đáp ứng được, đang giải quyết cái vấn đề đó. Rồi, tiếp theo đó là cái ban công. Một cái ban công cực lớn ha. Ban công mình có thể sử dụng để làm barbecue buổi tối này, rồi làm mấy cái buổi liên hoan nho nhỏ với các thành viên trong gia đình, hoặc là cuối tuần, rồi mấy cái những nhà hàng xóm này, anh chị em bạn gì mình tới đây mình giao lưu văn nghệ, văn nghệ văn gừng đấy, mình có thể làm tiệc nướng ở đây, tại vì nó mình có thể sắp xếp cái bàn mình ngồi đây ha, mình ngồi đây buổi chiều mình ngắm ra bên bờ sông Đồng Nai đó, đẹp tuyệt chứ. Đối với căn nhà mẫu thì nó quá đẹp rồi, nó không còn gì phải bàn, tại vì view nó nhìn ra sông Đồng Nai, là cái sông Đồng Nai là sông lớn nhất Đông Nam Bộ đấy chị. Đó. Thì ở đây thì có cái những cái tiểu cảnh, cái trang trí như này mình có thể thiết kế như vậy. Nói chung á là khu vực trên này mình nên hướng tới trồng cây xanh mà ít rụng lá nha quý anh chị, để chi để mưa để bão và không có lá rụng á, đỡ bị quét. Thì đây chúng ta thấy nhìn cơ bản là thấy trang trí cây xanh là nhiều. Nói chung là phải tùy mục đích công năng sử dụng của quý anh chị đối với sân thượng này. Thì đối với cái căn nhà mẫu này á, nó có cái view nhìn nó tổng quan của các tiện ích hạng mục lớn của Aqua City. Đấy, phía trước quý vị anh chị có thể thấy đó là cái Baltic Shop House này, phía xa xa là cà phê nhà kính này, rồi phía bên này lại là cái trung tâm Aqua Central Mall này, nói mỹ miều chứ nó là trung tâm siêu thị, trung tâm thương mại đó quý vị. Ở phía sau nữa, sau này cái căn nhà mà khi mà cái trung tâm mà tiện ích trung tâm giải trí nó hình thành là cái vòng quay sân view mặt trời nó sẽ nằm phía kia cả. Rất là đẹp luôn, căn này cực kỳ đẹp luôn nha. View nó rất là đẹp. Thì có vị anh chị thấy đó, nội thất cơ bản và thiết kế cơ bản của cái căn nhà mẫu 6x20 này á, thì nó là cơ bản thế. Cảm ơn quý vị anh chị đã nghe cái video này. Có thể là cảm thấy có ích thì sẽ subscribe hoặc là bật like cho mình để có động lực phát triển kênh hơn, chia sẻ những cái điều giá trị mới cho quý vị anh chị tới ha.